Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7, trang 24 đến trang 30. Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5, bảo tồn di sản văn hóa. Mục tiêu của bài này đó là chúng ta nêu được cái khái niệm di sản văn hóa và một số cái loại di sản văn hóa của Việt Nam. Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội. Nêu được cái quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa. Rồi nêu được cái trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Nêu được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh ngăn chặn các hành vi đó. Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hóa. Mở đầu, Việt Nam có một cái kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú, góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát triển kinh tế, xây dựng và quảng bá hình ảnh của Việt Nam với thế giới. Em hãy tìm và hát những cái làn điệu mang đậm bản sắc văn hóa quê hương, dân tộc, quan họ, chèo, hát ru. Theo em thì những làn điệu trên có phải là di sản văn hóa của Việt Nam hay không? Vì sao? Thì ở đây cô ví dụ như câu trúc sinh trúc mộc đầu đình em sinh em đứng một mình cũng sinh, thì theo em những cái làn điệu dân ca mang đậm cái bản sắc văn hóa quê hương dân tộc chính là cái di sản văn hóa của Việt Nam, bởi vì đây là những cái sản phẩm vật chất tinh thần có cái giá trị lịch sử văn hóa khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rồi ở đây, tiếp theo phần khám phá một nhỏ khái niệm di sản văn hóa và một số cái loại di sản văn hóa của Việt Nam. Em hay đọc thông tin, quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi. Trong cái tiến trình phát triển, nhân loại đã tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lớn lao về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học. Những cái sản phẩm đó được lưu truyền từ đời này qua đời khác, trở thành các di sản văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc trong vườn hoa đa sắc màu của văn hóa nhân loại. Thì Việt Nam là đất nước có cái kho tàng di sản văn hóa đa dạng, có những cái di sản văn hóa vật thể thể hiện qua những cái sản phẩm vật chất như là các di tích lịch sử văn hóa, này, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Có những cái di sản văn hóa phi vật thể thể hiện qua những cái sản phẩm tinh thần, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như là một số tín ngưỡng, này, ngoại hình, nghệ thuật dân tộc. Thì các em quan sát các hình dưới đây, hình 1 đây là Hồ Gươm Hà Nội, rồi hình 2 là cầu Cần Thơ của thành phố Cần Thơ. Rồi hình 3 nhã nhạc cung đình Huế ở Thừa Thiên Huế. Rồi 4 là tháp Chàm Ninh Thuận. Như vậy ở đây chúng ta có thêm hình 5 đó là Vịnh Hạ Long Quảng Nam và 6 không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Thì câu hỏi ở đây trong những cái hình ảnh trên thì hình ảnh nào là di sản văn hóa, hình ảnh nào không phải là di sản văn hóa? Rồi hình ảnh nào là di sản văn hóa vật thể và hình ảnh nào là di sản văn hóa phi vật thể? B. Theo em, di sản văn hóa là gì? C. Kể thêm những cái di sản văn hóa khác ở Việt Nam mà em biết. Thì ở đây câu A, Hồ Gươm, Hà Nội thì đây là di sản văn hóa vật thể. Còn cầu Cần Thơ thì không phải là di sản văn hóa. Rồi nhã nhạc cung đình Huế, Thừa Thiên Huế đó là di sản văn hóa phi vật thể. Rồi tháp Chàm Ninh Thuận đó là di sản văn hóa vật thể. Rồi Vịnh Hạ Long Quảng Ninh cũng là di sản văn hóa vật thể. Không gian văn hóa Cồng Chiêng đó là di sản văn hóa phi vật thể. Rồi ở câu B, di sản văn hóa là những cái sản phẩm vật chất tinh thần có cái giá trị lịch sử văn hóa khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Rồi ở câu C, những cái di sản văn hóa khác ở Việt Nam mà em biết, ví dụ như là phố cổ Hội An nè, quần thể danh thắng Tràng An,
rồi hoàn thành Thăng Long, khu di tích Mỹ Sơn. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội. Thì các em hãy đọc các thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi. 1. Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thì ở đây phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam đó là nơi lưu giữ những cái di sản văn hóa độc đáo. Nơi đây được xem là như một cái bảo tàng sống về cái kiến trúc đô thị với những cái ngôi nhà cổ và những cái công trình tôn giáo tín ngưỡng đặc sắc. Thì Hội An còn là nơi lưu giữ của một nền văn hóa phi vật thể đa dạng phong phú với những cái phong tục tập quán sinh hoạt tín ngưỡng nghệ thuật dân gian lễ hội văn hóa. Do vậy thì phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Việc bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phố cổ Hội An vừa mang lại thu nhập cho ngành du lịch, vừa phát huy cái niềm tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc. Theo Nguyễn Quang Ngọc, đô thị cổ Hội An, quá trình lịch sử và hiện trạng di tích, nông thôn và đô thị Việt Nam, lịch sử thực trạng khuynh hướng biến đổi. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2018. Rồi, tiếp theo, số 2. Hàng năm từ mùng 5 đến mùng 7 Tết ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thì thường diễn ra lễ tịch điền. Thì vua Lê Đại Hành là vị hoàng đế đầu tiên mở đầu cho một cái lễ nghi tịch điền mà các vương triều sau tiếp tục noi theo để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Thì lễ tịch điền không chỉ là thể hiện cái sự quan tâm của các vị vua đối với người nông dân mà còn là góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, lòng biết ơn tiền nhân, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo Trần Thị Vinh, chủ biên Lịch sử Việt Nam tập 2, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 2013. Câu hỏi ở đây A. Di sản văn hóa cổ Hội An có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Quảng Nam và cả nước? B. Lễ tịch điền có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Hà Nam và cả nước? Rồi C. Từ việc tìm hiểu ý nghĩa các di sản văn hóa trên và những cái hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội. Thì ở đây câu A, di sản văn hóa phố cổ Hội An có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người dân Quảng Nam và cả nước là bởi vì lưu giữ được những cái di sản văn hóa độc đáo nè, được xem như là một cái bảo tàng sống về kiến trúc đô thị, lưu giữ được một nền văn hóa phi vật thể đa dạng. Còn ở câu B, lễ tịch điền có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Hà Nam và cả nước là vì không chỉ thể hiện cái sự quan tâm của các vị vua đối với người nông dân mà còn tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, lòng biết ơn tiền nhân, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp. Còn ở câu C, ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội. Trong nước thì di sản văn hóa là cái tài sản của dân tộc, nói lên cái truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện cái kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực. Những cái di sản đó cần được giữ gìn, phát huy trong cái sự nghiệp xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào cái kho tàng di sản văn hóa thế giới. Thì đó là cái ý nghĩa trong nước, còn đối với thế giới thì tô đậm bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, làm phong phú thêm cái kho tàng di sản văn hóa thế giới. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ đó là quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong cái việc bảo tồn, bảo vệ di sản văn hóa. Thì các em hãy đọc thông tin trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. Điều 14 Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ sau đây. 1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa. 2. Tham quan nghiên cứu di sản văn hóa. 3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa. 4. Thông báo kịp thời, địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nơi gần nhất. 5. Đó là ngăn chặn hoặc là đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn xử lý kịp thời những cái hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa. Thì ở đây chúng ta có một cái thông tin, xã V có một cái ngôi chùa cổ được xếp là vào cái hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Thì chính quyền địa phương nơi đây luôn chăm lo việc bảo tồn, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cái hành vi phá hoại ảnh hưởng đến di tích. Bà con trong xã thì cùng thường nhắc nhau giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo để ngôi chùa luôn khang trang, sạch đẹp. Thì câu hỏi ở đây, chính quyền và nhân dân xã V đã thực hiện các quy định của pháp luật trong cái việc bảo tồn di sản văn hóa như thế nào? B. Hãy nêu thêm các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn, trong việc bảo vệ di sản văn hóa mà em biết. Thì ở đây ở câu A chúng ta thấy là chính quyền và nhân dân xã V đã thực hiện những cái quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong cái việc bảo vệ di sản văn hóa, đó là chăm lo bảo tồn nè, rồi ngăn chặn và xử lý nghiêm những cái hành vi phá hoại ảnh hưởng đến di tích, rồi nhắc nhau giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo chùa luôn khang trang sạch đẹp. Còn ở câu B, chúng ta sẽ nêu thêm các quy định cơ bản của pháp luật. Ví dụ như ở đây, điều 14 của luật di sản văn hóa năm 2001 thì quy định tổ chức cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây. Một, đó là sở hữu hợp pháp các di sản văn hóa nè. 2. Tham quan nghiên cứu di sản văn hóa. 3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa. 4. Đó là thông báo kịp thời cái địa điểm phát hiện di vật, nhà cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, giao nộp di vật, đồ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất. Rồi tiếp theo số 5, đó là ngăn chặn hoặc là đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn xử lý kịp thời những cái hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa. Rồi tiếp theo số 4 nhỏ, đó là trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Thì các em hãy đọc trường hợp sau đây, quan sát các tranh dưới đây và trả lời câu hỏi. Thái Hồng hay chọn điệu dân ca ví dặm nghệ tỉnh để biểu diễn ở các ngày lễ của trường, thì một số bạn ở trong lớp không thích và muốn Hồng chọn những cái bài hát hiện đại sôi động. Thì Hồng từ chối và giải thích dân ca ví dặm là sản phẩm đại diện tiêu biểu cho cái gia tài văn hóa của vùng đất xứ Nghệ. Mình muốn giới thiệu cái loại hình dân tộc, dân ca độc đáo này với mọi người. Rồi các em quan sát thì các em thấy ở đây là một cô hướng dẫn viên đã giới thiệu về cái di sản văn hóa. Rồi hình 2 thì một bạn đã hỏi, chú ơi, chúng cháu thấy mấy anh thanh niên đang vẽ lên cái bức tường ở đình làng mình ạ. Rồi tiếp theo tranh số 3 thì các bạn đang giới thiệu về với khách nước ngoài về hồ gươm của Việt Nam. Rồi các em thấy tranh 4 thì ở đây các bạn đang dọn dẹp giữ gìn vệ sinh ở khu di tích. Thì câu hỏi ở đây, em hãy nêu những cái việc làm góp phần bảo tồn di sản văn hóa trong những cái trường hợp và các bức tranh trên. B. Theo em thì học sinh cần làm gì để góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát triển di sản văn hóa Việt Nam? Thì ở đây, ở trong cái trường hợp thì Hồng đã biểu diễn cái điệu dân ca ví dặm nghệ tỉnh ở trong các ngày lễ của trường và từ chối lại đề nghị biểu diễn các bài hát hiện đại của các bạn cùng lớp. Thì chúng ta thấy ở đây, bức tranh 1 thì bạn nhỏ đã giới thiệu cái di sản văn hóa của địa phương mình cho những người đến tham quan. Rồi bức tranh 2 thì các bạn nhỏ đã thông báo với các chú công an về cái hành vi vẽ bậy lên bức tường ở đình làng của một số thanh niên, để chú công an kịp thời xử lý được những cái hành vi vi phạm và hành vi phá hoại di sản văn hóa. Còn ở bức tranh 3 thì các bạn nhỏ đã vẽ những cái bức tranh về Hồ Gươm và giới thiệu với những cái vị du khách nước ngoài để về cái di sản văn hóa của đất nước mình.
Còn ở trên 4 thì mọi người thường xuyên quét dọn nè, vệ sinh khu di tích để khu di tích luôn 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 sạch sẽ. Rồi ở câu B thì theo em học sinh cần làm gì để bảo vệ di sản văn hóa? Thì ở đây chúng ta sẽ tham gia các lễ hội truyền thống nè, rồi không vứt rác bừa bãi, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn sạch đẹp các di sản văn hóa ở địa phương, rồi đi tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tôn trọng rồi học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới để làm phong phú thêm cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, rồi lên án các hành vi cố ý phá hoại này làm ảnh hưởng đến di sản văn hóa. Rồi ở đây chúng ta có một số điều cần lưu ý ở đây. Một, di sản văn hóa là những cái sản phẩm vật chất, tinh thần có cái giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thì di sản văn hóa gồm những cái di sản văn hóa vật thể, ví dụ như là thành nhà Hồ, thánh địa Mỹ Sơn, và di sản văn hóa phi vật thể, ví dụ như là tín ngưỡng, thờ cúng Hùng Vương, mộc bản triều Nguyễn, rồi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bồ. Hai, đó là bảo tồn di sản văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và làm phong phú kho tàng di sản văn hóa thế giới. Ba, pháp luật nước ta thì đã có những cái quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa, thể hiện ở cái luật di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009. Rồi bốn, học sinh có trách nhiệm là tìm hiểu, là giới thiệu về các di sản văn hóa, giữ gìn các di sản văn hóa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa. Tiếp theo là phần luyện tập số 1 nhỏ. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? A. Danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước được UNESCO công nhận mới được gọi là di sản văn hóa. B. Bảo tồn cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. C. Chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể bảo vệ được các di sản văn hóa. D. Việc giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. E. Chỉ nên bảo vệ di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước xếp hạng. Như vậy các em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến nào, và các em sẽ nêu lý do vì sao? Thì ở đây câu A chúng ta sẽ đồng tình là bởi vì một danh lam thắng cảnh được UNESCO công nhận là một sản phẩm, là cái một sản phẩm vật chất hoặc là tinh thần có cái giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nó có cái giá trị nổi bật toàn cầu, có tầm ảnh hưởng vượt qua phạm vi quốc gia và ảnh hưởng đến toàn thế giới, chứa đựng những cái nét riêng biệt, cho nên đó là di sản văn hóa của đất nước. Còn ở với tình huống B, em cũng đồng tình là bởi vì mỗi di sản văn hóa đều có cái giá trị riêng của nó, đều đem lại cái giá trị và có ý nghĩa đối với con người và xã hội. Vì vậy, mọi di sản văn hóa đều cần được bảo tồn. Rồi tiếp theo câu C, em không đồng tình là bởi vì mỗi cái di sản văn hóa đều thuộc sở hữu của tất cả mọi người. Vậy nên tất cả mọi người đều có trách nhiệm là phải bảo vệ di sản văn hóa, thực hiện những cái việc làm phù hợp với lứa tuổi và khả năng của bản thân để góp phần bảo tồn di sản văn hóa. Rồi đối với tình huống D, em đồng tình là bởi vì các di sản văn hóa nó chứa đựng những cái nét tinh hoa và bản sắc dân tộc riêng của Việt Nam từ xa xưa đến nay. Phải bảo tồn và giữ gìn những cái nét tinh hoa ấy mới có thể gìn giữ được cái nét đặc trưng của Việt Nam, từ đó nâng tầm giá trị nền văn hóa. Rồi tiếp theo tình huống E, em không đồng tình là bởi vì mỗi một cái di tích lịch sử văn hóa đều chứa đựng những cái câu chuyện riêng, những cái ý nghĩa lịch sử và văn hóa riêng mang cái bản sắc dân tộc Việt Nam. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ mọi di tích lịch sử văn hóa.
Rồi tiếp theo, câu 2. Em hãy nhận xét các hành vi dưới đây. A. Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, khách thường khắc tên mình lên tượng đài, bức tượng, thân cây để đánh dấu những nơi mình đã tới. B. Bạn T nhắc nhở các bạn trong xóm không nên chăn thả gia súc trong khu di tích lịch sử. C. Cuối tuần M thường rủ các bạn tới nhà bắt ca một nghệ nhân hát chèn để học hát. D. N tích cực học ngoại ngữ để có thể giới thiệu về những danh lam thắng cảnh của quê hương mình với du khách nước ngoài. Như vậy chúng ta sẽ nhận xét các hành vi ở dưới đây. Thì ở câu A chúng ta thấy hành vi của Hờ là một cái hành vi phá hoại những cái di sản văn hóa của dân tộc. Nếu như ai cũng làm giống như Hờ thì các bức tượng sẽ bị xây xát và không còn giữ được nguyên hình. Rồi ở cái câu B thì cái hành vi của T đã góp phần bảo tồn di sản văn hóa, bởi vì T đã biết ngăn chặn những cái hành vi gây ảnh hưởng xấu đến khu di tích lịch sử. Rồi ở câu C, cái hành vi của M thì nó đã góp phần giữ gìn cái di sản văn hóa bằng cách đó là chăm chỉ đến nhà bắt ca để học, điệu hát chèo sẽ được tiếp tục lưu truyền đến những đời sau. Còn ở tình huống D, cái hành động của N đã góp phần bảo vệ di sản văn hóa vì muốn các danh lam thắng cảnh của quê hương mình được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới, nên N đã cố gắng học tốt ngoại ngữ để giới thiệu những cái danh lam thắng cảnh với người nước ngoài. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ là xử lý tình huống. A. Trên đường đi học về thì Quy và H phát hiện mấy thanh niên lấy trộm cổ vật ở trong ngôi chùa của làng. Quy rủ H đi báo công an nhưng H từ chối và nói việc đó nguy hiểm lắm, nếu họ biết mình tố cáo sẽ trả thù chúng mình đấy. Nếu em là Quy thì em sẽ làm gì? Rồi B. Khi vào chùa cúng bà thì C. Thấy một số bạn gõ chuông so tay lên các bức tượng Phật đều để cầu may. Nếu C, em sẽ làm gì? Nếu em là C. Thì ở trường hợp A, tình huống A, nếu là Quy thì em sẽ nói với H rằng việc ăn trộm của những thanh niên kia là hành động sai trái, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các di tích văn hóa của địa phương. Hơn nữa, công an sẽ đảm bảo không tiết lộ danh tính người tố giác, cho nên Quy và H thì sẽ không bị trả thù. Còn ở tình huống B, nếu là C thì em sẽ đến nhắc nhở các bạn rằng không nên gõ chuông và xoa tay lên tượng Phật. Thứ nhất, việc gõ chuông sẽ làm ảnh hưởng đến những người đi lễ chùa. Thứ hai, nếu như mà xoa tay lên tượng Phật thì về sau thì những bức tượng đó sẽ bị mòn đi, gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng xấu đến ngôi chùa. Rồi tiếp theo số 4 nhỏ, địa phương em nơi sinh sống có di sản văn hóa nào? Em đã làm gì để bảo vệ di sản văn hóa đó? Thì ở địa phương chúng ta sống có những cái di sản văn hóa nào? Rồi chúng ta sẽ nêu ra và là nêu những cái việc mà chúng ta làm để bảo vệ. Thì ở đây cô ví dụ như là địa phương em nơi sinh sống có di tích văn hóa, ví dụ Vịnh Hạ Long. Thì Vịnh Hạ Long được ví von như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời được tạo ra bởi bàn tay vĩ đại của mẹ thiên nhiên. Thì tại đây hàng loạt các đảo đá này hang động được xen kẽ nhau, tạo nên một cái không gian vô cùng hùng vĩ và huyền bí. Ngoài ra thì Vịnh Hạ Long còn được biết đến với hệ sinh thái rừng ngập mặn, là rừng cây nhiệt đới, rạn san hô, vô cùng đa dạng. Chính vì những cái đặc trưng riêng, hiếm có, khó tìm này thì năm 1994 thì Vịnh Hạ Long đã chính thức ghi tên vào danh sách các di sản văn hóa thế giới. Thì em vô cùng tự hào về cái di tích văn hóa của quê hương. Em luôn tự nhủ với bản thân là sẽ luôn không vứt rác bừa bãi khi tham quan vịnh, đồng thời chăm chỉ trau dồi và rèn luyện khả năng ngoại ngữ để mai sau có thể giới thiệu di sản văn hóa của quê hương đến bạn bè khắp thế giới. Rồi tiếp theo là phần vận dụng số 1 nhỏ là em cùng các bạn trong nhóm tìm hiểu, là sưu tầm tranh ảnh tư liệu về các di sản văn hóa của địa phương. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế một cái tờ báo tường và thuyết trình về ý nghĩa của các di sản văn hóa đó. Còn ở câu số 2 thì chúng ta hãy lập và thực hiện cái kế hoạch bảo vệ một cái di sản ở địa phương em theo cái bản gợi ý sau, đó là tên di sản nè,
rồi biện pháp bảo vệ, thời gian thực hiện, kết quả. Như vậy thì ở phần này chúng ta sẽ liên hệ bản thân để chúng ta nên làm. Rồi tiếp như vậy. Thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7 của bộ sách Kết nối truyền thống với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy ấn like và đăng ký kênh của thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.